Châu Gà đã trở lại vạn hại, à không, lợi hại hơn xưa. Hello, xin chào mọi người đã đến video mới của mình là Châu Gà đây. Cuối cùng mình cũng đã trở lại sau 3 ngày lỏ mọi người. Và nay cũng là đầu tháng mọi người ạ, mình hứa hẹn đầu tháng sẽ mang lại những trận đấu bùng nổ nhất cho mọi người xem nha. Và nếu mọi người thấy hay cho mình xin một like, và ai chưa bấm đăng ký cho mình xin một nút đăng ký, mình có thêm động lực bắn nhiều video hay cho mọi người xem nha mọi người ơi. Cảm ơn rất nhiều ạ, cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi và ủng hộ mình ạ. Mình sẽ hứa hẹn sẽ bắn cháy nhất nha. Get go! Này ghép chung với người lạ, người bắn solo sẽ quá đỏ quá. Bắn chung với người lạ cho lành người ơi. Ngày mai bắt đầu mình đi solo squad lại nha, lấy lại phong độ trước cái tính tiếp nha. Gì vậy, chạy đâu hết trơn rồi. Ủa thằng ở đây đâu rồi? À chắc mình gạt, còn gì vậy? Hai kill nè. Ướt gì đó bạn ơi, gạt luôn. Còn thằng. Gạt cái. Ê từ từ bạn ơi. Ủa hết đạn. Cho mình xin, coi tình xin có đi chân sau lưng mình nữa nè người ạ. Ấy chặt, ủa bắn gì đó, bắn gì? Trời ơi, qua trễ người ạ. Qua sớm xíu có hai kill rồi. Trời ơi, vẫn còn đi chân người ạ. Đồng đội mình phía qua đây mọi người. Không hiểu sao 3 ngày cuối tháng này mình bắn toàn gãy đâu mọi người. Bắn kiểu gì cũng gãy, solo squad ghép chung như là gãy. Vẫn là gãy, mười mấy kill, hai mấy kill. Đều luôn mọi người ạ. Mình chả biết như thế nào luôn. Có một trận nào mình bắn mình đi núp luôn mọi người ạ. Bắn mày áp lực quá mình đi solo squad mình núp luôn. Trận đó mình bắn được 26 kill. Mình đi núp luôn người, bình thường mình bắn rất là chiến mọi người ơi. Nóc và đẩy liền một trận đó mình nóc mình không dám đẩy luôn mọi người ạ. Mình phải đi núp mình chần chừ một khoảng thời gian luôn. Mình mới xong lên cái đội chết. Không còn gì để nói luôn rồi. Rồi mình quyết định mình xóa video luôn, mình không đăng luôn người ạ. Thề luôn, 3 ngày cuối tháng đúng là ác mộng của mình luôn người ạ. Đã không có video rồi, bắn còn áp lực, nó bắn rất là rung luôn rồi. Thề, không hiểu sao mình rất là rung luôn người ơi. Đẩy thì không dám đẩy luôn. Nhưng mà nhờ mọi người động viên mình, mọi người ủng hộ mình quá trời. Mọi người nói mình cố lên này nọ, mọi người kêu mình bắn cứ đăng lên đi, không sao đâu. Nhờ mọi người mà mình lấy lại tinh thần, mình đã bình tĩnh, ổn định hơn một chút người ạ. Ai cũng bước sang tháng mới rồi người ơi, mọi chuyện cũng đã qua, mình hứa hẹn sẽ mang lại những trận đấu bùng nổ nhất cho người xem. Nếu người đã hay cho mình xin một like, còn ai chưa bấm đăng ký cho mình xin một nút đăng ký nha mọi người. Cảm ơn rất nhiều ạ. Mình đã có chiến nào mọi người, có chiến trường mình số 2 nè. Để ra nè. Nóc hai thằng, ngon. Gà cái rồi tiếp. Ê, nó kết mình hết mạng kìa. Ai mượn cái thằng này. Ai mượn dám kết mạng của tôi, dám kết mạng của tôi nè bạn ơi. Tới công chuyện bằng rồi. Có đi xuống phía ngoài đi mọi người. Trong này clear hết trơn rồi. Nãy nghe tiếng ai bắn vào đây mọi người, ra luôn. Đó hết trơn rồi. Ông số 3 ông quăng số móc cũng chạy ra ngoài đây nè mọi người. Số 3 cũng chiến đó mọi người à. Ở đây. Chạy đi đâu, bạn nghĩ bạn ở trốn ngoài đây là bạn sống sao? Sống kiểu gì bạn ơi? Còn đồng đội bạn không? Kêu hết vô đây. Một bình bạn thì chưa đủ đâu bạn à. Gáy người ơi, bữa giờ lỗ quá gáy. Nay cho gáy bữa nha. Đây có một bốn người à. Mọi người thấy cái gì lạ không? Đố người biết thấy cái gì lạ đâu người à. Nay cho già mới có gì đó đổi mới chút xíu người ơi. Cho nó phong thủy chút xíu nha. Đây có để mình nè. Mọi người thấy gì lạ không nè. Đó, mọi người thấy gì lạ chưa? Mình mới nâng cấp cây M4 Bạch Lân Nhã Ngọc lên level 4 người ạ. Mình hứa hẹn sẽ nâng cây này lên level 8 luôn nha mọi người ạ. Tại mình thích cây này, mình thích có cái gì mọi người hiệu ứng bắn. Tạch. Vài bữa mình lên level 5 mình bắn cho mọi người xem nha. Số 3 chiến quá mọi người, đi săn luôn. Chưa kịp loot đồ nữa, số 3 không đi săn nữa. Để mình chở ông đi săn nha. Ô có người nè. Ủi luôn nè bạn ơi. Đồ cán lực luôn. Trời sao không được bạn ơi, trời tới lấy lụa đây mà. Số 3 thích đi săn rồi mình chở số 3 đi săn thôi. Ồ, có người nè. Chở nó. Nhảy nó. Ôi trời ơi, xíu nữa mình đuổi được nữa mọi người ạ. Số 3 bắn lẹ quá. Bắn gì? Số 3 bắn gì vậy? Ở đây có người nè, hai thằng. Chở nó bên đây nè. Ôi trời, còn thằng cuối để tôi. Thằng cuối phải nhường cho tôi chứ bạn ơi. Định ăn luôn nè. Trời. Gạt thằng này cái gọi tôi tiếp. Số 3 lấy xe đâu ạ? Ô, đi đâu ạ? Ô, bỏ mình luôn hả? Ok. À, có người. Đây. Thì ra là qua kiếm thằng này. Ê, ok. Trời ơi, sai kiểu gì vậy? Nghỉ, tự sát mọi người. Xóa video, tự sát luôn. Chơi gì nữa? Thề, sai nguyên một băng đạn, sai qua trái, qua phải mà nó đứng ngay giữa mình sai không trúng luôn người ạ. Tới không chuyện thiệt chứ. Mấy nay lỏ đủ rồi nha, đừng có dậy nữa chứ.
Có đi xe, có đi xe. Có đi. Có đi cái bò nè mọi người. Trời ơi, phụ tôi coi. À, vô đây hồi sinh, vô đây hồi sinh. Hai thằng mọi người ạ. À. Rồi vô đây, vô đây. Ai cho? Người gác cổng ở đây nè, ai cho bạn vô hồi sinh? Còn thằng trên nhà đó mọi người, chơi luôn. Bây giờ mình tiêu diệt hết mọi người, không cho tụi nó đẻ trứng đâu mọi người ạ. À. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Để lát tụi nó hồi sinh xuống đông đông, lỡ mình lỏ rồi sao? Bữa giờ mình lỏ nhiều lắm mọi người ạ. À. Mình không muốn bị không có video cho mọi người xem nữa đâu. Mình cố gắng bắn được top 1 nha mọi người, bắn cháy nhất nha. Không được top 1 nhưng mà cháy là được rồi mọi người ạ. Lên ý, số 3 máu gì vậy? Ủa hay, được bạn ơi. Ui, bên đây xe quá trời xe luôn. Chui hết chạy xa, thấy xe quá trời xe là ngon rồi đó mọi người ạ. Ồ, có tiếng lục đạn nha mọi người. Vô luôn nè. Gạt luôn nè. Được, số 3 máu chiến mình thích rồi đó nha. Vẫn còn 2 mọi người, vẫn còn 2 nè. Mình là 2 với đồng đội mình là 2 là 4. Trong đây còn 2 thằng. Ở đâu? Có đi chân bên đây mọi người, có đi chân bên đây à. Ở đây có thằng chạy nè. Trời ơi, sao dễ vậy? Chắc bắt tụi trong nhà trước mọi người. Con dừng nè. Ui, bot. Ui, bạn dám ăn boss của tôi à? Yếu rồi mùi à, cho nó ăn lửa nha. Cho bạn ăn lửa nè. Con chạy ra. Chạy ra mà loot đồ rồi bạn ơi. Đó giờ chưa được loot đồ hả? Watch out. Còn thằng thôi. Khô máu. Watch out. Không sao, Còn mạng hồi sinh thì cũng vậy thôi. Chúng ta không nên chủ quan vô mạng hồi sinh chứ. Đi săn thôi. Số 1 cầm lục giết người luôn rồi mọi người ạ. À lộn, số 2 chứ. Số 1 là mình. Số 2 bắn ghê, cầm lục giết người luôn. Nemo giết người bằng súng lục luôn nè. đỉnh. Cho bạn một like. Còn ai không? Hết hả? Hết thôi đi. Rước. À số 2 kêu rước mọi người, số 2 kêu rước. Ngồi xe này 2 chỗ rước kiểu gì? Bạn thích thì tôi rước bạn thôi. Lên đầu xe tôi ngồi nè bạn ơi. Lên. Đi kiểu gì mà đi, có 2 chỗ thôi. Ơ ừ, có người đắp vô xuống kìa. Mình cũng đang dự định là quay thêm chiếc 4 chỗ người để có bắn chung với người lạ, có xe chở người lạ đi săn được các thứ chứ. Nhưng mà từ người ơi, mới lượm cái bạch lân này gì vậy? Hết rồi, phải đợi từ nữa. Siêu xe tới tháng 11 lận. Lên luôn nè bạn ơi. Còn một thằng bên kia nữa. Quá lúc. Ô tụi này mình mới bắn bên khu sự kiện qua nè. Hồi sinh qua đây gặp mình lần nữa. Okay. Đen cho hai bạn lắm. Có xe tới, số 4 tới mọi người ạ. Giật cả mình ạ. Rồi có thanh niên nào xấu số vô đây nập mạng đấy chứ. Thôi đi săn tiếp thôi mọi người ơi. 23 kill rồi. Ồ đây có thính đỏ đó mọi người. Qua luôn. Có ai không? Không ai qua xin bộ giáp mọi người ạ. Có người. Oh, ghê. Số 2 cầm lục luôn mọi người ạ. Đỉnh thấy. Thôi, sấy quá trời sấy, số 2 là gặp lục bắn tạch rớt đó luôn kìa. Đỉnh. Hay đấy. 23 kêu còn 8 thằng nữa không người ơi. Team mình đi săn quá mà không biết tụi nó còn ai không người ạ. Team mình nãy giờ bắn cũng hơi bị nhiều kêu luôn kìa. Mình 23 kêu rồi. Số 2 nè. Với số 3 bắn cũng nhiều lắm người ạ. Còn số 4 rồi mình thấy chưa bắn được nhiều hết trơn á. Có xe. Rồi, thằng này xong rồi. Chơi nó. Ôi, số 2 chỉ gặp lục bắn kìa. Đừng nói giết nữa nha, giết nữa đỉnh lắm á. Ok. thiệt luôn. Được luôn. Good. Cho bạn 1 like, cho bạn 10 like luôn chứ 1 like nữa. Mấy ông số 3, số 4 cầm súng sấy mà chơi không lại ông số 2 cầm súng lục người ạ. Đỉnh. Thôi, mình không chạy đâu người. Mình muốn bắn cơ. Nãy giờ số 2 thể hiện quá dữ người. Mình cũng muốn thể hiện cơ. Đi thôi, thằng này mới nóc không người ạ. À. Chắc còn đồng đội nó gần đây thôi. Thôi chạy đi mà, tôi không chạy đâu, tôi muốn bắn cơ. Chạy đi. Ê, đúng rồi, số 3 chạy. Ủa, có ai trên đây nè. Ôi, định cầm lục cái ếch mạng tôi nữa hả? Mà cho tôi ăn nữa chứ. đi, số 3 chạy mọi người. Rồi, đi. Còn 4 thằng nữa mọi người thôi. Giờ bên gì?
Thính người ơi, còn 4 thằng không biết tụi nó chung tem nữa. Rồi Thính, ông đi súng, có đi súng sau lưng. Sau lưng này, sau lưng cứ đi súng này, quay lại luôn. Ồ, số 3, ông số 3 ông bàn dữ kìa. Có xe đang lao lên, có xe đang lao lên nè. Mấy thằng vậy? À, có thằng đó quỳ. À, có thằng mà dám cà khịa xong bạn rồi. Trời. Rồi, nó chạy luôn rồi. Ủa, trên này có xe nữa, Ui, có người luôn, Ui, bình tĩnh nào. Cố ấp, người cố ấp. Ui, yếu cực kỳ. Đây, hai thằng. Ui. Số 3 mình ấp nóc rồi. Rồi, mùi đi. Tụi này chung tem rồi. Thằng này tên Phúc này nít. Phúc hả? Phúc đâu? À, trên đây đi đây. Thằng nào là Phúc đâu? Dám bắn đồng đội tôi. Này thì Phúc nè. Nóc rồi đó, cứu đi. Tụi này chung tem mọi người, còn bên đây thôi. 3 hay 4 này không biết đâu mọi người, mình mới thấy 3 thằng thôi, bên đây một thằng nè. Bò nó mất tiêu rồi. Bên đây hai thằng này mọi người. Nó chia sẽ móc một cái. Ơ ừ, có thằng chạy qua nè. Ui, không chết kìa. Có cái đó. Ngó nè bạn ơi. Chính xác luôn, tụi này chung tem luôn, cái tên y chang luôn nè. Đẩy lên. Vậy thằng kia chạy qua cứu mọi người, nó qua cứu được rồi. 3 hay 4 ta. Đẩy lên. Mới thấy 3 thằng thôi mọi người ạ. À. Chạy luôn. Ngay gì? Đẩy lên. Ui. Ui, số 2 cầm lục bắn nó kìa. Đến. Thằng này bò đó mọi người. Nhìn tới 3, còn thằng dưới kia thôi, qua luôn. Ô li luôn hay gì vậy? Ui. Ghê số 2 kìa. Ui ghê vậy. Cầm lục cà li luôn người ơi. Còn thằng cuối thôi, Cuối nó trốn đâu chạy nãy giờ không thấy nó đâu luôn người ạ. À. Trốn kỹ dữ vậy. Ô đang ngoài bò mà. Ô số 3 chạy ra bò làm gì số 3? Bò vô tới kìa, xe sắp hết xăng rồi. Rồi, báo rồi, định tự sát hả ba? Trời ơi, vô, bo nút đau rồi. Chạy. Báo rồi. Tính tự sát gì vậy? Thằng cuối nó trốn đâu luôn rồi, không biết luôn rồi à. Ô, chạy vòng, nãy giờ như con điên luôn, không thấy nó đâu luôn á. Trốn kỹ dữ vậy? Thấy có mùi nha, thấy có mùi đó mùi à. Có mùi top 1. Lấy xe luôn người, lấy xe đi kiếm cho lẹ. Trời, còn trên đồi này mình chưa kiếm mọi người. Đảo trên đồi nè, đồi ngoài bo mà ta. Thà đi là còn hơn chưa đi mọi người, cứ đi. Biết đâu gặp nó rồi sao. Mấy thanh niên này hay trốn ngoài bo lắm mọi người. Lên luôn. Còn có mình bạn thôi mà. À, số 2 bên gì à? À đây, ở góc cây mọi người. Ôi, thì ra thanh niên trốn trên đây. Xong bạn rồi, tôi sau lưng bạn nè. Bạn nghĩ bạn trốn được sao? Còn có mình bạn mà bạn nghĩ bạn ăn được 44 thì sao? Trừ khi bạn hách thôi. Top 1 rồi mọi người ơi. Quá cảm xúc luôn, ba ngày lỏ của tôi. Thế được một trận top 1 bắn chung với người lạ càng quét quá cháy luôn người ạ. Nếu người thấy đừng quên bấm cho một like và đăng ký kênh. Người cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại với video sau. Bye bye mọi người. 46 kill gần nửa map mọi người ạ.